Cái con này mày mua thiếu mà mày mở hàng có ngày vậy? Hết. Gương mặt người đẹp Miss Jennifer Chow. Cái gì vậy trời? Ê mày quỳ như vậy mày giao tao mày. Trời, sao gặp hoa hậu mà không biết chào hỏi còn nói gì nữa. Nè, hoa hậu thân thiện nè, chào nha, chào quý anh chị và con cô bác nha. Jennifer chăm gì đúng không? Ừ. Đẹp thì cũng đẹp á, mà mày phải đứng xa xa ra chỗ này mới đẹp nè, chứ mày đứng ở đó bẹp gao tao một hồi là có chuyện với tao đó. Đẹp á? Là đẹp dữ chưa? Đẹp mà đẹp không có đúng chỗ, không có duyên. Gì vậy, mới nói gì vậy? Không có duyên không đúng chỗ là sao? Nhìn kỹ đi, cái ánh nắng mặt trời nó đang soi rọi vô con người tôi nè, thấy tôi tỏa sáng một cách đầy hào quang không? Không đúng chỗ là sao? Nè, nhìn nóng rau này đi, nó xanh tươi, nó ngon, nó ngọt. Ừ, tại vì nó đứng đúng chỗ. Còn có nhiều người á, đẹp như ai kia mà đứng không đúng chỗ, chê nha. Nó có cái gì mà nói nhiều quá, không hiểu, không hiểu. Thôi, ai tới đây thì cũng là khách. Con nè chấp, mày mua gáo rồi mày lựa đi chứ mày sàn gan quay. Gì? Cái gì cho nội? Điên hả? Đẹp quá. Nhiều à. Cái gì đó? Ê, tôi là một hoa hậu chứ tôi không có làm mấy cái thứ đó mà hỏi nhiều. Không, ý anh nói là em mua rau nhiều để anh trả cho. Anh biết anh tích phước tích đức mấy đời mới được trả tiền rau cho hoa hậu không? Ê. Con à, mày có nghe cái câu mà gì ta? Kìa anh với cô Thắm, con Bắc Nam ở xa mới về không? Thắm hả? Không, Bắc nó là con Chăm. Nhưng mà nó cũng là con mình anh. À, con Bắc Nam hả? Ừ, biết. Người đẹp. Gì? Nhà Bắc Nam anh biết nè. Không mấy anh đưa về tận nhà cho. Ê, tôi dễ thương, tôi xinh đẹp chứ tôi không có dễ dãi. Ý anh nói là em đẹp vậy nè. Em cầm bịch rau phẹn lắm. Không ấy, để anh cầm cho. Anh đem về tận nhà mà. Ừ, thế gì cũng được á. Này nữa, kỳ quá. Nào, còn dư nhiêu thì đi qua nhà tôi giao thêm rau cho tôi nữa. Để tôi phải ăn nhiều rau lên cho da dẻ, cơ thể rồi của tôi nó đẹp á. Thì cuộc đời này chua chát lắm, có đẹp thì mới được ưu tiên, biết không em? Đi. Ông trời ông cho nhỏ này đẹp mà ông không cho nó tỉnh táo hả ta? Chê. Còn mày nữa, có trả tiền tao không hay thiếu nữa? Không. Kìa. Làm gì mọi người đứng đây đông vậy? Nè đó, con Trâm nó đặt hàng tụi tôi nè. Nó cũng đặt hàng tôi nè. Sao không vô giao đứng đây làm gì trời? Ai? Đâu sọc dưa vô vậy cha? Con Trâm nó nói ai tới trước thì vô giao hàng. Xong rồi hả, khen nó một câu là nó đẹp. Rồi xong cái nó mới nhận hàng. Trời, sao mà có cái vụ mà làm ăn xà lơ vậy được? Thôi kệ đi, bây giờ là nó không mất tiền mua. Mình khen nó một cái rồi có khi nó còn bo mình. Okay. Chị Trâm xinh đẹp, chị Trâm xinh đẹp, chị Trâm xinh đẹp. Ôi ôi, chị ơi, chị đẹp quá, trời ơi, chị lộng lẫy quá. Quái quá trời quái rồi, tới giao hàng là phải sơm cụ lên, phải khen chị như vậy. Đúng rồi. Sao, chưa bắt được nhịp đúng không? Chưa bắt được nhịp thì không có thưởng anh. Một tờ, trời ơi, anh cũng có luôn tờ thôi. Chị Trâm xinh. Nhịp của em chị khoái rất gấp và rất sơm tụ, muộn tờ. Tao quá, chị Trâm ơi. Quá đã đi. Đếm đi nè, có cần thêm thì chị cho thêm. Trời đất ơi, con ơi. Cái gì nữa? Trời ơi, mẹ đã nói con bao nhiêu lần rồi, con đừng có mua đồ nhiều nữa. Ê, mà làm mẹ tôi là rất đúng luôn á. Cái giọng mà nói chuyện rất là mẹ người ta luôn á. Tôi có tiền, tôi muốn làm cái gì tôi làm. Bà phải tự hào vì bà có đứa con làm hoa hậu ở trên thành phố chứ. Rồi tôi nói sao, mẹ của hoa hậu ăn mặc đồ cho đàng hoàng, mua giải ký mà đổ đống rồi sao bây giờ cắt đồ mặc. Con ơi, con tỉnh lại cái đi con. Cái gì vậy? Ê, cô sao không cô? Cô không sao. Ê con Trăng. Gì? Mày mất dạy vừa thôi chứ. Mẹ của mày đó. Ừ. Mày đẹp người, mày cũng phải đẹp nết chứ, sao cái nết mà thu quắc vậy? Ủa, mẹ tôi hay là mẹ anh? Đây, có gì?
Gì xì xàm vậy? Ê, biết điều xíu nha, hồi nãy mới ngắt cho 4 tờ á nha. Còn đây nữa, mỗi người một tờ, biết điều chút đi, xì xàm to nhỏ gì. Muốn nói gì nói thẳng mặt con này nè, ở đó mà lén lút nữa sau lưng. Thôi ơi, tụi nào cũng xì xàm luôn á. Trời ơi, cô là ở đây là hả nổi tiếng là kêu bằng là cái gì hoa hậu mà kiểu mà hoa hậu ao làng á. Chứ còn cái gì nói gì à, mới vừa thành phố về rồi tôi nghĩ là cái kiểu này là về là để ăn bám mẹ thôi chứ làm được cái gì. Hey, cái thằng giao hàng nghèo kiết xác kêu mày ăn nói chuyện cho đàng hoàng lại nha. Tao ăn bám mẹ tao nào, sao mày biết? Khôn á thì tao nhận hàng, còn ngu mà đứng đây nói hoài là tao bơm hàng tao không nhận, ráng chịu. Thôi khỏi luôn mày ơi, cho mày bơm luôn, tụi tao đem về. Đi về. Ê, có ngon, trả tiền đi. Con về luôn coi. Ê, chứ không phải mục đích tới đây á là được để nhỏ này cho tiền hả? Muốn nhỏ này cho tiền á thì khen đi. Khen Jennifer Trump đẹp nhất Việt Nam đi. Hả? 1, 2, 3, khen. Không. Ôi, chơi ít chứ gì, không thành vấn đề. Nửa cọc này luôn. Trump đẹp nhất Việt Nam. Không. Ê, trời ơi, tỉnh táo lên đi, nghe mùi tiền nó bay vô lỗ mũi sướng không? Làm cả đời không có được nhiêu đây đâu. Ở đây không có thiếu tiền. Với lại lúc đầu tao cũng hâm mộ mày lắm. Thấy cái người mày đẹp đồ thì tao cũng nghĩ là cái nết mày chắc ở đây. Ừ. Xong rồi ai ngờ bây giờ tao mới thấy được là cái nết mày nó ở dưới này. Nên là thôi, khỏi bán mày luôn. Bye. Về con. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Đừng con ơi. Đừng cái gì mà đừng bỏ con tôi. Ơi, người ta nói tôi vậy hả? Tôi là con bà đó, người ta nói tôi vậy mà chịu được hả? Cái danh của tôi là hoa hậu mà bà để cho tôi bị nói vậy hả? Bỏ qua đi con, bỏ qua đi con, bỏ qua đi mà. Bỏ qua đi con. Gì cho nội? Con thấy người ta là hoa hậu hay gì mà người muốn vô ngồi chung là ngồi vậy? Cảm ơn. Thì tại em là hoa hậu, em đẹp cho nên anh muốn ngồi chung. Mà anh đi cũng mình, em đi cũng mình, không phải mình ráp làm nhậu cho vui. Ừ, cũng được. Vậy thôi, hôm nay vui quá trời. Làm anh ly. Ừ, thôi. Uống đi nè. Vô. Gặp em vui quá trời. Không ấy mình làm ly nữa đi. Đang quá, đang quá. Đắng cái gì đâu mà đắng. Thôi mình làm ly nữa nè. Nè nè. Vô nè, vô. Tôi muốn tâm sự với anh một chuyện này nè. Ở đây không có một ai công nhận cái nhan sắc mỹ miều của tôi hết. Mà tôi thi cuộc thi nào là tôi cũng rớt hết trơn. Mà riêng anh có thấy tôi đẹp không? Không. Không. Ý anh nói là em trên cả tuyệt vời, em xuất sắc. Em mà em dính gì kìa? Em làm gì vậy? Biết mặt em dính gì không? Mà em dính nhan sắc. Em ơi, em có mỏi chân không? Em mỏi là đúng rồi. Em cứ lởn vởn trong tâm trí của anh đó. Anh nè. Bảo ở đâu ta? Sao giống con Trâm vậy? Bảo ơi, giao cao. Giao. Tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi. Hôm nay anh nói đúng ý em, nên làm cho em chút tâm sự được hết, em vui lắm. Vậy vui thì vô. Đồng ý. Hết Trâm. Nha. Mày, sao mày thiếu tiền giao tao mà mày không trả mà mày ở đây mày ăn nhậu vậy? Hoa hậu gì kỳ vậy? Trời ơi trời. Bữa hổm mày không chịu giao rau cho tao thì cái món gì mà tao phải trả tiền rau cho mày? Thì cái tiền đó không tính. Còn cái tiền thiếu này là mẹ mày thiếu tao. Mẹ mày lấy rau không trả tiền á. Thôi làng nhằn quá giờ thôi như vậy.
tôi tính vậy nha. Không mấy anh cầm đỡ này đi, thiếu đủ gì anh giữ anh xài ha. Thôi ông anh có tiền tôi cũng có tiền, vậy tôi cũng có điều kiện mà, thiếu nhiều được nhiều, tôi không có lấy mấy vụ mà bo biết nè. Chứ vậy sao? 820 lẹ. Giờ không có tiền. Có thì cãi anh đi kiếm cách đi. Ok, kìa chú quán kìa, anh vô đỡ chú quán đi. Đợi anh xíu nha cưng. Cho đổi tiền chú á. Nè, nhiều khi dư trọng á, cầm uống nước đi. Trời, có dư đồng nào đâu, xạo xạo. Về à. Về nha Trâm, có một bầu được á. Về nha Bảo ơi. Ôi. Anh Diệu biết đó rồi. Giờ mình giải quyết ly rượu này đi ha. Nhất trí. Tay em vừa trắng là vừa thơm. Ê, gì vậy? Mợ này bị điên hả? Ủa, bị biến thái gì vậy? Để cho anh hùng miếng đi. Ủa, đẹp ơi. Ngoan ngoãn nhé, tôi lùng bà hậu đó. Đừng. Cho anh hôn miếng đi. Ôi, anh tới của anh ơi. Em này ngon lên kia. Em cho anh hôn miếng đi. Em ngồi em chạy đâu vậy trời ơi. Cho anh hôn miếng đi mà. Mệt quá, không đi nổi nữa, không đi nổi. Cũng hên là hồi nãy tao nhanh trí tao đổi cái ly rượu thuốc của mày đó. Chứ không là bây giờ là mày bị lợi dụng rồi đó. Tôi thấy đời tôi khổ lắm. Tôi không xinh đẹp rồi, mà còn không có bao giờ tìm được người thương mình thật lòng nữa. Thôi mày ơi, mày đừng khóc nữa, không phải mày sợ xấu lắm sao? Khóc xấu đó. Chứ anh cũng có bao giờ mà khen tôi đẹp đâu. Tôi cho tiền cho anh còn không khen lắm mà. Thì tao có quan tâm mấy cái chuyện xấu đẹp đâu. Tao sống tao còn cái nết nữa mà. Tao nói cho mày biết nha, mấy người mà sống mà đẹp người xong rồi hách dịch rồi chửi người này người kia là không ai ưa đâu. Chỉ có mấy người mà ha, người ta sống trang hoài với mọi người, người ta thương yêu mọi người, lịch sự với mọi người, đó gọi là đẹp cái nết. Đi đâu ai cũng thương hết trơn. Người mà vừa đẹp người đẹp nết là ai cũng quý hết trơn. Vậy tức là tôi không đẹp người mà không đẹp nết nữa, nên là không có ai thương tôi hết trơn tiên lô. Trời, có một người thương yêu mày vô bà bến luôn mà mày đâu biết. Hello thương tôi phải không? Điên mày. Người đó chính là mẹ mày đó. Cái ngày mà mày lên thành phố rồi á, là cuối tuần nào mẹ mày cũng qua sạp rau của tao mua rau dền để về nấu canh, để mà mày có lỡ mày về bất tử á thì là bà có canh bà đưa cho mày ăn nóng mày không bị đói bụng. Đó, ai mà ngồi đâu, mày đi một phát là mày biệt tích luôn. Tới khi mày về là mày bắt đầu mày hống hách, mày bất hiếu với bà Năm. Thua mày luôn. Tôi đâu có biết là mẹ tôi thương tôi như vậy. Bây giờ nghe Tino nói xong, tôi thấy nhớ mẹ tôi mà. Trời ơi, mày đừng khóc mẹ ơi, nửa đêm mày khóc không có nên. Mày coi mày tranh thủ về xin lỗi mẹ mày đi còn kịp á. Không biết về đường nào nữa. Ủa thôi nín đi, cho tao đưa mày về. Đây, đây nè. Nhớ mẹ quá. Ăn nhậu mẹ. Chi không biết nữa. Bé ba, vô mua rau ăn đi bé ba. Lựa rau ăn. Ủa, này phải con Trâm con bà Năm vậy? Nói đó. Trời ơi trời, sao bữa nay nhìn cái giao diện hú hồn chưa ta? Ừ, ghê không? Bây giờ là con Trâm này, nó chính thức là gương mặt đại diện của sạp rau tao. Cho nên là bây giờ mày mua rau đi, mày lựa đi nhiều nhất có thể đi. Tuần này tao khuyến mãi để tao lấy cái tiền bán rau đó, tao gây quỹ khuyến học.
sửa trường lớp cho mấy em nhỏ học sinh nghèo ở xã mình. Tao ơi, dữ thần vậy. Hai đứa nghỉ tay ăn cơm đi. Ủa? Dạ dạ. Cảm ơn má. Trời ơi, có kìa. Tính ra cô Trâm đợt này thay đổi thiệt hen. Nhờ Tilo á mà nó thay đổi tính tình á. Chứ sao? Trời ơi, thôi chào ơi, khiêm tốn lại giùm tôi một cái. Mệt rồi. Để coi lấy tôi 50 kg kẻ xanh đi. Tôi là vừa ăn rồi vừa ủng hộ quỹ của ông luôn. 50 kg là 1 triệu lần đó, tại một 1 kg 20 ngàn. Trời ơi, tôi không có thiếu tiền đâu, chào ơi. Đây kìa. Ngại ngùng gì bệnh chuyện. Đây, 2 tờ, ngon lành. Ok bạn. Hai mẹ con coi soạn soạn xong đem qua nhà tôi nghe. Lấy cải xanh phải không mấy bà? Đúng rồi. Dạ. 50 kg á. Cảm ơn nha. Đây.